thì 322 thì cũng tóm rồi. 322, 332. Ui, cái lần hít khói đó chứ. Dạ em chào hai anh. Các anh ơi. Anh chào ba anh luôn. Các anh ơi chạy đi. Ủa? Alo. Thế bọn anh bây giờ đuổi em à? Ôi trời ơi, anh cứ như giả vào câm giả vào điếc nhỉ. Đen anh ơi, làm việc đi mấy đồng chí ơi. Ôi em nhập. Không biết. Trời ơi, đi cái tốc quá. Em không biết, em không nghe em. Ôi sao anh đứng. Sao anh cứ mặc anh bị gì ấy? Anh có chơi đồ không nhỉ? Dạ, mình không có chơi nhá. Em bị ngã này. Máu chỉ còn có một dưới một nửa cho nên là nó bị như thế. Ai giải quyết nhờ? Anh em giải quyết chưa? Tôi giải quyết nào? Alo. À, Vũ Di giải quyết đi. À, alo, chào anh Khánh VK nhá. Tôi là cảnh sát Vũ Di. Dạ, em chào anh Duy. Ờ, cho tôi hỏi là lý do sao anh chạy cái tốc độ mà 332 km/h anh nhỉ? Uầy, em cũng không nhìn được cái đồng hồ luôn. Thì đấy em hơi mờ mắt anh ạ. Em không biết được. À đấy, đấy à. Em cứ đi. Em tưởng em đi chỉ có 200 180 thôi chứ. Ừ, tôi cũng nghĩ là anh đi 180 đấy mà đồng hồ lại báo 332 anh ạ. Nên là thôi cứ đúng có, luật mà làm anh nhá. Có khi nào là đồng hồ bị hỏng không anh Duy ơi? Ừ. Tôi phải chạy gần 400 mới đuổi được anh mà anh cứ hỏng tôi. Anh ạ, chúng tôi hai cái đồng hồ rồi anh ơi. Ôi Khánh nhá, VK ơi, nói và thẳng vấn đề luôn. Thì mình sai thì mình chịu thôi. Cái lỗi của anh là 30.000 theo như luật của thành phố. 30.000 hả anh? Ừ, ok. Có giảm đồng nào không anh? À, thế không. Em đi làm đài lưng mới được có 43.000 anh ạ. À. Không được Khánh ơi. Thực sự thì trường hợp này nó linh động lắm. Tại vì đi vượt quá quá nhiều ấy. Này. Tôi dễ cho anh mà xe tôi phải nát như thế này này. Tại vì quá nhiều người đuổi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tốc độ vượt quá nhiều Khánh hiểu không? Dạ. Ừ, em nghe đây rồi. Cố gắng chấp hành nhá Khánh nhá. Anh chạy báo vẫn không được giảm tí tiền nào ạ. À. Ừ, thôi không được đâu Khánh ơi. Em nài lưng em quỳ gối em xin như thế mà không được ạ. À. Thôi coi như là mình sai mình chịu thôi, về sau mình rút kinh nghiệm Khánh ạ. Chứ bây giờ các đồng chí này thôi, đi làm. Bây giờ em biết phải làm sao nữa. Ừ, ba anh đứng như thế này cơ mà. Bọn tôi nói chuyện là cũng anh em tình cảm thôi, tại vì bọn tôi cũng là nhân viên mà đi làm cho sếp mà. Khánh ạ. Thế là linh 30.000 là linh động lắm rồi à anh? Ừ, là quá linh động rồi, cũng thể làm ấy hơn được đâu. Vâng thì thôi thì bây giờ biết sao được. Chứ em ok em ok tôi phạt lắm. Tôi phạt bill nhá các đồng chí nhá. Ok ok. Anh phải hiểu cho chúng tôi. Anh phải hiểu cho chúng tôi. Em hiểu mấy anh mà. Ừ, Khánh ấn F7 lên thanh toán giúp tôi cái nhá Khánh nhá. Vâng. Vâng 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 anh Duy nhá. Được chưa Khánh nhá? Em thanh toán rồi ừ, anh rồi, nhá. Ok ok cảm ơn nhiều nhá. À, thế rồi em Khánh nhá. Vâng vâng cảm ơn ba anh nhá. À, cảm ơn anh đã tinh tập cho em nhá. Ok cảm ơn Khánh nhá đã hợp tác. Vâng bây giờ thì em bò về nhà thôi. Cái mình mà đi giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng cảm ơn ba anh chưa giữ. Ok ok đi vâng, đây vâng. Đi đi. À, các đồng chí ơi, làm tí uống nước rồi. Chưa tiền ra giữ đi. Chưa tiền nào gì chưa. Tạm biệt bình tĩnh. Anh em mình là cùng ruột hết mà. Ok nhá. Chạy gọt theo banh hết cái xe. À ok ok nhá. Ok ok nha đồng chí nhá. Anh em mình hợp tác vui vẻ nhá. Ờ lúc nào. Ui. Ui cái gì nữa kìa. Phải linh động chứ. Một cái xe được 10.000. Cả mình. Tự nhiên có hai ông chứng kiến, cay thật sự. Ai mà không chứng kiến là gì ăn chọn 30 quế chứ.
thì cái tốc độ rất lòn cái tay. Giảm tốc nhanh thế. Má, giảm tốc nhanh thế nhở. Mà quả đấy nó lao quá mày. Quả đấy con vợ sai làn đấy nhá. Nhưng mà ở table này chưa có luật sai làn. Có cái luật sai làn là má mày. Ờ, hôm nào mình phải bảo chủ table làm cái luật sai làn nữa. Đi ngược chiều phải bắt chứ đúng không? Ngược chiều cũng phải 10.000 nữa đúng không? Alo. Xin chào anh Pika nhá. Alo. Alo, anh đứng lại giúp tôi ạ. Alo. Vứt cần đây không á? Tôi xin phép được kiểm tra người anh nha, anh đang đứng trong khu vực đó. Mười ba cần sa. Tôi xin phép tịch thu cần sa của anh Pika nhá. Và tôi sẽ mời anh lên đường giải quyết. Em không làm gì đâu anh ơi. Ờ, không làm gì mà có chất cấm trong người này thì lên đồn nha em nhá, Pika nhá. Cái đã cấm đâu anh. Cái gì? Chỉ là tươi mà. Ờ, tươi thì cũng lên đồn. Nói chung là Pika, anh thì anh thích những người mà ăn lăn hối lỗi cơ. Chứ anh... Xin chào anh Tuấn Anh nhá. Anh đứng lại cho tôi kiểm tra hành trình đấy. Anh ơi, anh ơi. Em có một nghi phạm anh ơi. Có thằng nó chạy ở cái bên kia kìa. Ok, anh Tuấn Anh di chuyển giúp tôi đây, tôi đang xử lý đối tượng này nhá. Rồi, nhắm mắt cho qua đi. Hôm nay chúng ta mới đến, không có chơi hài đâu. Alo, Pika. Pika ơi, em có mic không nhỉ? Alo. Alo anh. Ừ. Anh chào em nhá. Anh đã lấy lời khai tại chỗ luôn là kể nói cho anh lý do tại sao em lại có chất cấm trong người em nhỉ? Vâng. Cái lỗi này của em là phạt tù em nhá. Ui anh ơi, thôi. Thôi ấy, làm sao bạn lại thôi? Thôi thì cảnh sát của bọn anh có cái đồn cảnh sát làm gì hả em? Anh có cách nào khác được không? Cách khác á? Ừ, cách khác thì có. Nói chung là anh thì anh thích cái cách khác hơn, em hiểu không? À vâng. Vì cái tù anh... đầy thì nó xấu cái hồ sơ của mình ra, em hiểu không? Cuộc đời mình còn dài mà. Em nhá, Pika ơi. Anh nói luôn cho em biết đi. Vâng. Vâng. Ừ, nói chung thì anh linh động được. Anh dừng lại cũng được. Dừng nói chuyện thôi, không cần đi đâu. Nói chung là em xuống xe đi. Alo, Hami ơi. Alo. Mẹ cọc không nhỉ, để sao xuống được. Nói chung là cuộc sống mình sau này đấy em ạ. Mình đừng nghĩ những cái trước mắt em. Tù rồi nó khó lắm. Đứng im đi, chuyển cho anh em mà. Xem em giải quyết được bao nhiêu, xem anh có làm được không nào. Mới vào giờ còn 14.000 thôi anh. Ôi 14.000 thì thôi, đi tù nhá, Pika nhá. Pika ơi. Thế anh cần bao nhiêu? 14.000 làm ra được, ít phải gấp đôi chỗ đấy thì anh mới giải quyết được em ạ. Em vừa mới thử xuống 2 tí. Cái gì cơ, em là gì cơ? Em vừa mới thử xuống 2 tí, em vừa mới chơi thôi. Ở trong cái thành phố bao nhiêu công an việc làm lương thiện thì em không làm, em chọn cái nghề hái chất cấm, em lại bảo anh xuống tí là như nào? Hả? Em đào đá nhưng không được anh ơi. Đào đá nhưng lại không được á? À? Thế thì thôi đi tù vậy, không đào được thì đi tù không vậy. Không được, em đi không được, nó nung nổi rồi. Ờ, thì thôi làm nhanh đi. 30 em nhá, không thì đi tù. Chục á? Ừ, nhanh giúp anh đi, anh giải quyết cho. Anh em. Tài khoản em có 14.000 anh ơi. Thế bây giờ chuyển trước 14.000 ấy, rồi anh phạt bill 16.000 nữa, lần sau ấn F7 lên thanh toán cho anh nhá. Thế thì em nằm đừng nghề chứ nữa anh. Thế bây giờ thì thôi đi tù nhá, nhanh em nào. Nhanh em, anh thì anh nghĩ tương lai của em. Anh thương em. Anh thương em thì ai thương anh? À, hả em? Lần đầu á, lần đầu thì biết bao giờ anh mới có lần thứ hai với em hả em? Dạ,
Em sẽ trả ơn Thôi, nói chung là anh như này, nói chung là đưa 14 đưa 14.000 đây. Thế anh không cho em được sống à anh? Thế thì đưa anh 10.000 đây, rồi anh phạt bill 15.000 nữa, ok chưa? Hợp lý chưa? Giữ 4.000 đi đường, ok chưa? Thế anh phải đưa em về nhá. Ừ, anh đưa em về thành phố nhá. Vâng, ok anh. Đó, chuyển nó ngay đi nhé. Chuyển cho anh đi. Còn cái bill kia thì về sau thanh toán nhá. Cực kỳ linh động ở đây anh, thật là anh không bao giờ anh thích giải quyết cho cái phương án nó gọi đi tù. Vâng, cái xe vào đang nát nha, từ từ đợi tí. Ôi dồi ôi, cái gì này? Nhiều công an thế nhở? Alo! Gì đây, mình biết vụ gì? À không, em giải quyết xong rồi anh Đen ơi, không có gì anh ạ. Gì đây? Nhưng mà vụ gì đây? À không, em đi lạc. Em đi nhờ anh ơi. Bạn đi nhờ về thành phố anh em Đen nhờ. Ơi. Vâng ạ. Em đi nhờ anh đi về. À, lên xe anh trở về Pika ơi. Các anh cứ đi làm đi ạ. Ok, okay. Đi nhờ thì bấm 55 đi. Bấm 55 đi nhờ đi. Vâng. Đi nhờ cái khác đi. À tại bạn ấy đi bộ mỏi quá nên em tiện về để em cho bạn em đi nhờ anh gọi Đen ơi. Em tiện về mà. Đi làm chị ngán đi nhá. Dạ vâng, ok anh nhá. Ây da. Được chưa anh? Ok, em về anh chở em về nhá. Còn mẹ à mày giám đốc công an. Ây da. Mẹ à mày giám đốc công an, tí nữa thì cút. Anh làm em sợ quá đi mất. Ôi không sao, nói chung là đấy là cấp trên của anh, hiểu không? Anh rồi. Anh linh động cho em nhá. May là mày hợp tác chuẩn đấy. Em được thiện mà. Ok, anh chở em về gara nhá. Gara sa mạc nhá. Vâng, ok, chỗ là nhận việc anh. Có chỗ là đi làm, anh đưa em đi. Nhận việc á? Nhận việc à? Ờ, thế thôi, để anh chở mày về thành phố. À mà không. Cái này chỉ cần em lấy xe em đi ra cái chỗ làm việc thôi. Cần gì phải đi nhận việc đâu. Alo. Ok. Ừ, thế thôi, đi ra gara nhá. Vâng. Thì ta mới sẵn rồi. Cho mấy xăng rồi, chết rồi, hết tiền đổ xăng rồi. Ôi em ơi, của bộ cho anh ra cái garam trước mặt kìa. Để anh đi đổ xăng đấy, anh hết xăng rồi. Em lấy xe mất 3.000 à? Cái gì? Đúng rồi, chục xe lấy mất 3.000, đúng rồi. Okay. Anh để cho em 4.000 mà, để em chục xe đấy, ok chưa? Xuống đây, nhanh. Cảm ơn nhá. Ok nhá. Còn mẹ con chó kia chạy, ui chạy kìa. Bắt cần đông lắm à? Từ từ anh em ơi, mình phải đi đá lẻ, mình đi với các đồng chí kia, một là phải chia, hai là các đồng chí đấy mà không chịu linh động đâu. Mình phải mà mình muốn giàu thì mình phải khôn khéo trong làm ăn.